này anh em ơi, hình như hết giờ lót nữa, tiếng chuông nó reo là mình nghỉ Tết thật rồi. Thật nhanh ông ơi, vừa chớp mắt đã đến Tết. Tết là gì thế? Là cái Tết chứ là gì? Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, trường ta được trang điểm tươi mới. Một năm Tết chi lại ghé thăm một lần lại đây, đi xem Tết là gì? Mùa Tết người Việt hay chơi hoa, hoa đào màu hồng đây nhớ nhà. Hoa đào nhớ vui, ok lá. Là hoa Tết của người miền. Ngoài đường rộn ràng khắp phố xa, muôn nơi rộn ràng bưng câu ca. Bánh chưng bánh dày mâm ngũ quả, mừng xuân đến với mọi nhà. Tạm biệt cả nhà nhà. ベトナムでテトを迎えたことがないのではっきり分かりませんけど、いろいろな写真やビデオを見て、やっぱベトナムのテトの方が花火とか、パーティーとかが多くてとても賑やかで楽しいイメージがあります。日本は反対にこう静かでみんな、寝て静かに過ごすというのが多いので、まあこう賑やかさが違うなと思います。This is my first time. I do. It's the rice and then the corn, the beans and then the pork. It's called bánh chưng, something like that, yeah. Tết là mùa đoàn viên, những người đi xa sẽ trở về nhà nhà nhà. Thế ông vì nhà phố, tôi về quê chứ ông về cùng không không không. Okay, let's go. Chào hay chào phố à. Cho đến từ nơi đâu, đến biển vừa đến, ai cũng mừng ơi là mừng. Rồi khắp ký túc, người ta kêu nhau xuống hết ông thì gói bánh, ông mua một đống quà. Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, FU cùng nhau mừng năm mới. Đừng có biết buồn, là ăn Tết hơi bị ngon, còn không thì cũng hơi bị buồn. Hello Ajinomoto. Con chào dạ chào cô. Ơn này tiếng Việt giỏi ghê ghê. Bạn còn ba lắm mà về. Vào nhà sửa soạn đồ sắm Tết, bé con được qua chạy tung tăng. Mỗi người mỗi việc thật hăng say, mừng xuân Tết mới đủ đầy. Nào mình cùng chào năm mới. Nào mình cùng chào năm mới. Ta cùng vui Tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Bố có chuyện năm cũ và nhiều may mắn đến bên đời la la la. โชคดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยจุกมึงน้ำเหมยอังคังถือเบือกวันสุ New Year